bệnh mãn tính là do nghề nghiệp. Triệu chứng về gân cốt cơ là chứng vai đau tay. Khi định giáo dục cấm thuốc đầu tiên là cường hóa nguy hiểm thuốc cho xem hình. Ngộ độc do vi khuẩn độc tố là khuẩn nho. Chỉ số khó chịu là chỉ số của nhiệt và ẩm. Tăng cường sức khỏe thuốc tiến biến đổi tập quán sinh hoạt là tăng cường trạng thái tốt hơn của sức khỏe. Bôi flow một tuần là 0.2%, mỗi ngày là 0, 0 và 6 tháng một lần. Bệnh cấp một khai báo tức thì. Về đại dịch nặng. Bệnh cấp hai cách ly đa số về bệnh nhiễm khuẩn sốt. Bệnh cấp 3 cần giám thị. Bệnh về nước và động vật truyền. Bệnh cấp 4 cơ bản giám thị. Bệnh về tình dục và dung sáng. Trước khi lấy máu của người hiến máu thì đo nhịp mạch, huyết áp, thể trọng và thể ôn. Thuộc vô khuẩn ngoại khoa là khi điều khiển vật dụng tiệt khuẩn. Vô khuẩn và tiệt khuẩn giống nhau. Bị tổn thương đốt sống. Mục đích tái hoạt chỉ liệu sau khi trang bị kéo căng là để phát huy tinh thần và dục thể. Tử cung thể vị. Chơi sọc. Bàn quan âm đạo thể vị bè hén. Bệnh nhân đã tổn thương ho khi bị nước vào đường thở sẽ phát sinh viêm phổi hấp thụ. Xử lý có giật cơ đau, trong môi trường cao nhiệt là cho uống nước muối. Xem hình lưu ý đeo khẩu trang trước khi mặc áo choàng. Sau khi sinh một tuần, chất ô rô bình thường, có mùi giống máu kinh. Bà bầu sắp sinh kỳ một cho đi bộ trong phòng trước khi phá màng Sau khi sinh bé, tức thì duy trì đường thở và loại bỏ dị vật. Phòng bệnh của bà bầu sản giật là phòng tối và im lặng. Sổ độc giường chiếu quần áo của người bệnh lao là sổ độc ánh nắng khi tắm cho bé kiểm tra nước ấm bằng cùi chỏ tay. Đặc điểm của sản hậu là Oro có mùi Akali. Xử lý đầu tiên khi nghi ngờ bệnh nhân tổn thương cột sống là trị trì và cố định. Thời gian dễ thụ thai là trước và sau 4 ngày trung tâm trùng trứng. Ký sinh do mũi truyền nhiễm là xạ hương trùng, có mùi xạ hương nên có mũi. Bệnh nhân nằm lâu ngày đứng dậy đột ngột bị hạ huyết áp là do ứ huyết tĩnh mạch. Chú ý khi mang đai bảo vệ là ít ức chế phạm vi cứ động. Cách sử dụng máy đi bộ khi yếu một chân là tay cầm gốc chữ V30 bệnh nhân đau bụng tư thế để bác sĩ chuẩn bị khám là nằm thẳng công hai chân kiểu bè hán bệnh nhân từ chối uống nước sau phẫu thuật thì phụ tá bảo bệnh nhân uống nước để người nhiễm trùng cách bảo quản thuốc đạn là bảo quản nhiệt độ phòng tránh nhiệt độ thấp tủ lạnh insulin tiêm dưới bụng hiệu quả nhanh nhất băng bó vết thương lở lét phỏng là băng từ chỗ ướt đến khô sổ độc cho người bệnh gan a là nấu chín trước rồi rửa lại vì nếu rửa trước khi nấu thì vi khuẩn có thể tràn lan ra ngoài cách xác nhận bệnh lao là kiểm tra đờm tốt hơn kiểm tra tu bê khu liên. Cách cho dinh dưỡng vị quản là nếu chảy ra 100cc dịch thì báo cáo ngay. Lưu ý khi cho bé thở oxy trong lều là không mang vật dụng cháy nổ vì oxy tiếp xúc với chất dễ cháy dễ gây hỏa hoạn. Xử lý khẩn cấp đầu tiên khi xuất huyết vùng bụng vết thương là áp chặt chỗ xuất huyết. Nhóm máu không có kháng nguyên đông máu là ô. Cách xử lý răng giả là rửa răng bỏ vào ly và dán tên. Trước khi dùng kháng sinh kiểm tra phản ứng là tim trong da, lưu ý tim trong da chứ không phải dưới da. Tư thế khi dinh dưỡng vị quản là nằm tọa lưng gối đầu sau khi thay khớp phẫu thuật cho bệnh nhân băng bó sổ độc vết thương từ sạch đến dơ. Khi thực hành bơm vị quản dinh dưỡng rửa nước 30 đến 60 cc. Khi vật lạ vào mắt rửa bằng cách để bộ phận ảnh hưởng hạ dưới. Lúc đầu nhiệt thể bình thường sau đó tăng lên xử lý là thay nhiệt kế đo lại xác nhận và báo cáo. Khi trẻ em bị vướng dị vật ở khí quản đánh mạnh vào khoảng giữa sau vai năm cái. Vận động khớp năng động cho cổ tay là uống công. Cui cột. Sản phụ để đầu giám hộ là đợi đến khi tử cung khai mở hoàn toàn rồi hãy đưa vào phòng đẻ lưu ý khác với sản phụ đẻ nhiều. Đề phòng hội chứng chào ngược da dày là cung cấp cao chất mỡ béo để ngăn chặn tiêu hóa. Khi rửa vì quản nhưng nước mũi không chảy ra thì thay đổi thể vị. Bảo quản giấy tiêm chủng theo luật là 10 năm. Người hiến máu không kiểm tra đường huyết. Giáo dục bệnh lao ho che miệng là đề phòng đào thải xuất. Lý do tăng tiến sức khỏe dân dạo này là do tăng tập quán sinh hoạt. Khu vực hoạt động tất cả sức khỏe tâm thần ý nghĩa là phổ quát tiếp cận khu vực. Khi khám lao khu linh dương tính tiếp theo là chụp ít quang ngực vi sinh vật làm biến chất phù phế thức ăn là protein. Bộ thế giới cần thiết y tế cấp 1 là sức khỏe mẫu tử. Chính sách ưu tiên quản lý chất gây hại là thay thế tay chi. Khi xuống đường hầm hoặc bơi lội bệnh giảm áp làm cao khi áp. Chất lo, giom xô còn lại trong nước là chất lo lưu ly. Cách xử lý lá trụng là để thối. Thối bị. Nhiệm vụ cơ bản phụ tá ở phòng trị liệu răng là giao hoán khí cụ hạ hướng trong miệng. Bé sơ sinh một tháng bệnh nguy hiểm là bị á sừng trâu phát sinh bệnh nhân stress tức ngực đau ngực do hợp tim chứng. Thay đổi sinh lý bà bầu là thiếu máu sinh lý do tăng 30% huyết. Dùng thuốc đường miệng hiệu quả nhanh nhất là trước ăn 2 tiếng. Bỗng một bên đầu, cổ, tay và ngực với bụng là hỏa thương 36%. Ở ghi bị sốc nhẹ thường nhiệt thể không tăng. Giáo dục bà bầu đề phòng vú là lâu bằng khăn mềm nhẹ nhẹ. Bốn chứng viêm cục bộ là đỏ sốt sưng đau. Trực giác khẩn cấp khi bệnh nhân hỏa thương toàn thân tay và chân là cung cấp điện giải và nước chất mặn trong nước muối sinh lý là 0,9% natri. Vận động khi đau viêm khớp là dưới nước. Vận động khi loãng xương là đi bộ. Truyền nhiễm niêm mạc qua nhau thai khi mang thai là mại độc. Lý do bà bầu thường xuyên đi tiểu là áp bức tử cùng với bàn quan. Quan sát trạng thái tuần hoàn sau hồi phục phẫu thuật là nhiệt thể và huyết áp. Đi bộ bằng gậy bệnh nhân liệt nửa bên giúp đỡ là đứng bên phía bị bệnh. Lưu ý là bệnh nhân bị liệt hay bệnh nhân bị thương. Hút chất bài tiết khí quản một lần thời gian là 10 giây vận động năng động khớp vai là giơ cánh tay từ dưới lên cao. Vô khuẩn ngoại khoa là khi chuẩn bị tiêm kháng sinh. Vô khuẩn nội khoa là khi phẫu thuật. Trước khi uống thuốc cường tim và lợi nẹo đo nhịp mạch tim. Trước khi uống thuốc khu ma tim. Cần kiểm tra đông máu. Cách đề phòng viêm gan là tiêm miễn dịch phòng. Khi phát sinh bệnh lao báo cho cơ quan y tế là trưởng bộ y tế quyền hạn. Lý do khuyết cách nhân viên y tế là nghiện ma túy tema. Lý do báo cáo và ghi lại việc giám hộ là phân tích thành quả và tái kế hoạch độ ấm quyết định lượng thủy phân là ngừa quá tải nhiệt hấp thụ mặt trời. Nguyên nhân gia tăng phí y tế nước ta là để phát triển kỹ thuật y tế. Bảo đảm y tế cơ bản cho tận lớp thấp là cung cấp y tế. Cách giao hoán khí cụ trong trị liệu răng là chuẩn bị khí cụ trước theo thứ tự. Điều dưỡng châm cứu là sau khi lấy kim ra dùng bông ấn nhẹ. Xử lý khẩn cấp khi trật khớp là bó tam giác khi trật khớp vai đòn. Biến hóa khi mang thai là dễ xảy ra sức huyết nướu răng. Cung cấp cho bệnh nhân gãy xương sống đang băng bó định hình là đề phòng lở lét xử lý đầu tiên khi xuất huyết là áp chặt nơi chảy máu hiện tượng sinh lý xảy ra khi kích thích thần kinh giao cảm là ức chế tiêu hóa mang tiêu hóa của nước miếng là thi alin em bé nhiệt thể cao hơn thì cho nằm gối đá lạnh và làm ấm chân phát triển và trưởng thành của trẻ là thị giác thính giác vị giác tiểu cầu đông máu hồng cầu chuyển oxy bạch cầu ăn khuẩn mạch vận chuyển máu đến tim thất phải là động mạch phổi trung tâm hành chính giám hộ quan trọng là bệnh nhân mang thai cuối kỳ bị giãn tĩnh mạch chi ông mét liêu thì khi ngủ dơ cao chân lên thời kỳ cô độc thoái cảm ái sinh là lão niên men tiêu hóa mở là ly bát tiêu hóa bột đường là y sang tiêu hóa protein là thư rít viết tắt là than tan chi y thư ri cấu tạo nhiều nhất của răng là ngà chất mục đích sử dụng khoa máy cầm tay là loại bỏ chỉ chất ô nhiễm thủy chất là cả hai cót và bót đều cao Mục đích giáo dục y tế phổ quát khu vực là biến hóa hành động, thái độ, trí thức sức khỏe. Minamata là bệnh thủy ngân. Mi, su. Bệnh do chuột là mét, cấp 1, chuột mẹ. Ưu tiên nhất cho kế hoạch giám hộ khu vực là cá nhân hay gia đình là cần thiết. Cái không có trong luật quản lý máu là nồng độ sắc tố. Tiêu chuẩn giường bệnh viện tổng hợp là hơn 100 cái giường đa khoa. Khi điều dưỡng bệnh nhân lao tình dục cách ly dùng khẩu trang chặn hạt. Bao tay. Áo choàng. Tư thế ngăn lộ xuất dịch tủy lưng là nằm thẳng. Ăn quá nằm thẳng. Tư thế khi hút tủy sống lưng lưng là công lưng tôn. Chú ý khi dinh dưỡng vị quản là sau kết thúc cho nằm bán tọa phao lô 30 phút để tiêu hóa. Khi hút chất khí quản là vừa xoay tròn vừa hút. Tắm trên giường lau trên trán từ giữa ra ngoài. Bệnh nhân tiểu dầm lớn tuổi khích lệ và mang tả cho lộ suất âm phụ với không khí thường xuyên. Vô khuẩn ngoại khoa khi băng bó vết thương hở. Bệnh nhân vô ý thức chăm sóc miệng là dùng tinh dầu Minila cách sử dụng vô trùng dung dịch là đổ bỏ một chút rồi sử dụng. Dịch học cơ thể khi nâng vật lên là gian rộng chân ra. Lý do làm cho bệnh nhân phẫu thuật tuyến giáp nói chuyện là để xác nhận thần kinh đầu. Tai nạn hiện trường lớn xử lý trước tiên đối tượng bệnh nhân ngưng hô hấp và xuất huyết nhiều. Cấu thành khớp hàm hạ là xương trực thái dương và hàm hạ. Sau khi để bị chảy máu ướt niệm thì mát xa tử cung bằng hai tay. Người già đái dầm cho bồn cầu đúng giờ. Bầu 7 tháng đau lưng do công sóng lưng. Người già chú ý da duy trì độ ẩm và dùng máy ẩm cấp độ ngủ để phục hồi cơ thể là cấp 4 nờ trên. Xương tạo nên xương mong quản cốt là tạng. Tọa. Trì. Bé bất an nhập viện do cách ly bố mẹ. Bà bầu đau kéo dài có rút tử cung thì cho mẹ nghe tim thai nhi, để cảm thấy ấm lòng hơn. Yếu tố làm giảm sâu răng là giảm nước miếng. Tư cách phụ tá đến thăm người già kinh nghiệm trên 3 năm. Điều quan trọng khi phỏng vấn qua lại là tạo kính lòng cảm. Yêu cầu điều dưỡng y tế gia đình là giúp gia đình giải quyết vấn đề. Tinh thần cơ bản y tế cấp 1 là sức khỏe là quyền cơ bản. Khi cấp nước vào lọc nước la in là giảm phát sinh bệnh nhiễm nước. Bảo tồn hóa học thực phẩm ngâm chua là ức chế khuẩn thoát nước. Cấu tạo của dân số là đặc trưng kinh tế xã hội khu vực. Ở đất nước phát triển y tế cấp 1 là trung tâm bệnh viện đa khoa. Tập quán sinh hoạt về vấn đề sức khỏe là hút thuốc. Cái không muốn khi giáo dục bệnh nhân mại độc là cho bệnh nhân biết bệnh tình dục không là bệnh đáng sợ. Luật bôi phơ răng miệng 6 tháng lần, một ngày không, không năm, tuần không hai, bộ không chấm tám tư thế sau khi chọc sống lưng là ăn quá vì nằm thẳng. Tim bắp cho trẻ 4 tháng tuổi là ngoại cơ bắp đùi ngoài. Môi trường bệnh viện duy trì nhiệt độ 20. Vận động quá sức triệu chứng hạ áp là mạch nhanh, đau đầu, phát hẳn, hỗn độn. Diệt khuẩn áp bào là khuẩn ga và cao áp. Sổ giám hộ ghi nội dung khách quan sát. IO là đo bài tiết và hấp thụ là lượng vào miệng là hấp thụ. Bệnh nhân không cần tắm phô cao su giường là bệnh gan vàng da. Trước phẫu thuật sổ độc tay ngoại khoa là cùi trỏ dưới bàn tay nội khoa là cùi trỏ trên bàn tay. Cách quyết định vô khuẩn phẫu thuật là khi mở vải phô tiệt trùng gốc cuối coi như ô nhiễm. Sau rụng trứng tính đến ngày kinh là từ 12 đến 16 ngày. Khi để sản đồ sạch nhất là dương thủy nước ói. Khi để cấp 2 là hoàn toàn mở cửa và vãn xuất thai. để cấp 1 bắt đầu. Cấp 2 xuất thai. Cấp 3 nhau thai. Cấp 4 sau vãn xuất phục hồi. Thời kỳ hình thành tính lòng cảm là một tuổi di ông A. Thời kỳ bé đóng cửa thiên văn tráng một tuổi đến một tuổi rưỡi sau phẫu thuật mắt đắp gạt để vận động nhãn cầu. Vậy cách hít thở khi đẻ không phải để thu rút tử cung đâu nhé. Nơi quyết định đầu em bé đi qua xương chậu của mẹ là giữa tòa cốt. Khi tiêm insulin nên thay đổi vị trí hạ dưới da. Lưu ý khi tiêm insulin là tiêm hạ dưới da khi tiêm phản ứng kháng sinh là tiêm trong da. Thuốc dạng viên kháng lao là mai sinh. Tất cả tên thuốc có chữ cuối là sinh là thuốc dạng viên kháng sinh. Ý kiến của đối phương là phe nội thổ ý. Đánh giá giáo dục khi bắt đầu là chẩn đoán. Khi đang làm là hình thành khi kết thúc là tổng quát. Kết quả khám dương tính với lao nghĩa là đã có kinh nghiệm khuẩn lao. Trang trí tử cung lớp là để ngăn chặn trứng. Cách để dân tham gia y tế tích cực khu vực là có thái độ suy nghĩ từ dân. Kiểm tra hiến máu là viêm gan B và alatin gan. Con đường dùng thuốc hiệu quả là tĩnh mạch, cơ bắp, dưới da, miệng. Tim phản ứng kháng sinh là tim trong da, tim insulin là tim dưới da. Kho phư rộng huyết áp trúc hạ. Kho phư hẹp huyết áp hoảng cao trước khi thủ máu kiểm tra giao nhau và nhóm máu. Khi ăn bị nghẹt thở khí quản trước tiên khai mở đường thở. Mẹ cho bú nâng ngực bằng áo ngực. Mẹ không cho bú cuốn bó ngực. Hô hấp ngoài là trao đổi phổi vào máu. Nơi điều tiết thể nhiệt là thị thương hạ bộ. Nhiệt thể hạ bù. Hô hấp dân su. Điều tiết ăn uống khi trúng độc thai là cao protein, cao vitamin. Ít muối. Sau rụng trứng xảy ra kinh nguyệt là do giảm estrogen và progesterone. Trao đổi cơ bản là calo tối thiểu để duy trì sinh mệnh giới hạn thái độ của phụ tá trong công việc là hoàn thụ trách nhiệm và thành thật. Viết tắt thuốc B, I, D. Bị ngày hai lần. Bi giái có hai trứng giái. Hoạt động cho phép bệnh nhân khi đang an toàn tuyệt đối áp là ức chế tối thiểu trao đổi chất. Tăng C, O, 2. Tăng nước biển là do hậu quả ôn thất. Bệnh nghề nghiệp là bệnh tổng tử theo nghề đó. V. Đúc, H. O thành lập năm 1948. Nước ta chức giám hộ tạo ra công vụ viên trị liệu sức khỏe, đi theo nhà xã hội là cách giáo dục tâm bố chỉ nghiệp. Phân đoạn nhỏ thổ ý là cách giáo dục phân đoạn thổ ý. Khi kinh nguyệt không đều cách ngừa thai là trang bị tử cung. Đơn vị cơ bản nghề giám hộ xã hội là gia đình. Bộ con sô không phải là cơ quan y tế mà là cơ quan hành chính. Mất cân bằng điện giải là chất kali. Tiệt khuẩn và sổ độc là vô khuẩn và không có vi sinh vật. Ở phòng phẫu thuật nhỏ hẹp khi hai người đi qua quay hướng lưng vào nhau. Cứ 5 năm có kế hoạch, bốn cái kế hoạch là nhiễm, lao, thần kinh, răng cứ ba năm bảo quản sổ độc. Nhiễm máu. Điều tra máu hai năm. Điều tra miệng ba năm. Điều tra tâm thần năm năm. Cấp cứu nghẹt thở hô hấp thể vị bán tọa phao lô. Xuất huyết thể vị tê phô song cao chân. Rửa răng giả bằng hai phần trăm bông sen su. Vật lý trị liệu là nhiệt, lạnh, ánh sáng, ấn xóa. Bơm quản tràng để lưu giữ lâu dung dịch trong ruột. Gậy luôn đi cùng chân đau và đi bộ chân đau luôn trước đo lượng bài tiết là tiêu chảy và đổ mồ hôi nhiều lưu ý đổ mồ hôi nhiều thì đó mới là lượng bài tiết đề phòng dị hình cơ thể dùng te chân cha thái độ phụ tá là thực hành chính xác phạm vi chức vụ để âm đạo thực hiện dịch âm đạo là để ngừa trách rơi sang âm đạo cảm giác bầu khó chịu không phải vì bệnh là táo bó học sinh đột ngột chảy máu mũi trùng lạnh ở sống mũi và sau cổ dùng hay loại thuốc trở lên hiệu quả gia tăng đề phòng gan bê nhân viên y tế không để kim chích đâm vào trước khi sinh kiểm tra phát hiện trúng độc thai là huyết áp và niệu đạo. Bệnh nhân té ngã trách nhiệm thuộc về phụ tá. Bệnh nhân sốt trên 39 độ khuyên uống nước nhiều. Khó thở cường tìm chứng khẩn cấp cho thở oxy gấp. Chất trung hòa sản vị bao tử là dịch vị pH cao. Phụ tá trên 3 năm nha khoa là sử dụng thích hợp máy hút chân không? Răng vĩnh viễn mọc cuối cùng là răng yêu dấu. Truyền tải y tế cấp một cơ bản là trung tâm trị liệu chuyên môn hóa nhân lực. Bộ con số không huấn luyện đào tạo nhân viên y tế vì nó là cơ quan hành chính bảo tồn đầm lầy để người trong rêu. Xử lý trẻ sơ sinh nôn ói cho tư thế nằm nghiêng và hạ đầu. Khoảng cách thu rút của tim là di hoán khí áp. Giáo dục cho bệnh nhân tiểu đường là cấm đường phân sô cô la và kẹo. Thuốc mô phim và giảm đau, mô không biết giảm đau. Vô quản trị liệu thuốc hiệu quả tâm lý là giả dược. Thứ tự xử lý khẩn cấp là ý thức, hô hấp, sức huyết, gãy xương, hậu tống. Có nghĩa là theo thứ tự từ đầu xuống tay chân hậu tống bệnh nhân nghi ngờ gãy xương chân là trước khi băng bó không được di động. Lượng nước tiểu một giờ khi bị khuyết niệu là 30 cc. Nói chuyện với bệnh nhân lớn tuổi mất trí, nói lặp lại khi họ không hiểu. Bản năng bản ngã cái tôi là triết lý của rơi thư. Bạch cầu ăn khuẩn. Tiểu bán cầu đông máu. Hồng cầu chuyển oxy. Trẻ sơ sinh giảm thể trọng sinh lý 3.4 ngày năm đến 10%. Điều kiện phải có của phụ tá là cương lĩnh quy luật tự thân hành động. Thái độ nỗ lực bảo đảm tuyệt đối bí mật bệnh nhân liệu pháp chăm cứu phù hợp cho bệnh vị tràng, tiêu hóa. Ở đất nước phát triển khái niệm y tế cấp 1 là chí trọng về phí đề phòng hơn trị bệnh. Mục đích đề phòng mệt mỏi tai hại bệnh nghề nghiệp liên quan đến môi trường là để bảo hộ vệ sinh và cải thiện môi trường tác nghiệp. Vấn đề sức khỏe khu vực y tế cấp 1 giáo nguyên tắc cơ bản là khu vực dân tham gia và gánh nặng chi trả. M, M, R. Hống diều phụng là bệnh cấp 2 ở dơ do virus. Ký sinh trùng hút máu làm thiếu máu là xịt ti chăng. Giám hộ khu vực tuyển chọn cái tốt là tuyển chọn theo đoàn nhóm khu vực số giới tính cấp 3 là hiện tại 100 nữ đứng trước nam. Thời kỳ loại bỏ ống vị quản sau phẫu thuật cấp ruột là khi ruột hồi phục. Đo nhịp thở oxy không chính xác nếu bị giảm máu hemolun. Đo huyết áp cho người lớn kho phư vọng tay khoảng 12 đến 14 cm. Vận động duy trì cơ lực là vận động đẳng trạng. Đẳng trạng cơ thể thể trạng. Vận động duy trì gân cốt là đẳng tích. Túi chườm nóng cấm trị bệnh nhân viêm ruột thừa trung thủ. Huyết áp tốt là 120 trên 80. Cộng lại bằng 200. Đo huyết áp người lớn là vòng biết rộng khoảng 3 phần 2. Khi di chuyển bệnh nhân liệt một bên toàn bộ là cho chân xuống trước. Trước khi phẫu thuật, cấm thực, NPO, lý do là ngăn chặn hấp thụ khí đồ khi ói. Bệnh nhân nằm giường lâu ngày phát loét mông cho thể vị nằm trực vị. Hỏa hoạn bệnh viện ưu tiên cấp cứu theo thứ tự là bệnh nhân đang cháy. Khách trong phòng. Bệnh nhân đi được. Bệnh nhân nhẹ. Bệnh nhân nặng. Băng bó một chỗ từ đầu đến cuối là băng cuốn một chỗ một, như cổ tay hoặc cổ chân đo hô hấp chính xác là để tay lên cổ tay và cứ đo người bệnh gan cường hóa cấm ăn cây và đồ dị ứng hiệu quả của áp lạnh đen ôn là giảm phù sưng bó thạch cao dưới chân phòng họp biến chứng là nếu bị đau báo cáo tức thì bệnh cấp một báo cáo tức thì làm mét và phét hàn quốc nước ta bệnh tình dục nam nữ nhiều nhất là chất mẫu chi mô dân số trẻ thấp hơn già dạ la hạng á trị cái xa xôi con đường tài nguyên giám hộ khu vực là lực chỉ đồ bản đồ xa xôi liên quan đến mầm bệnh viện nguyên nhân trực tiếp phát bệnh là lực truyền nhiễm trước đẻ cấp 1, đang đẻ cấp 2. Đẻ xong cấp 3 là thành phần số giới tính nữ 100 và nam 110. Khi giáo dục y tế trước tiên làm là nắm bắt yêu cầu của dân. Chỉ số ô nhiễm nước mang ý nghĩa là oxy sang xô là do. Giáo dục sức khỏe liên quan đến thị lực quan trọng nhất là học sinh. Rác thực phẩm lá cây xử lý là để cho thối bị. Quản lý chất độc gia nhập máy điều chỉnh từ xa là để cách ly. Dung dịch sổ độc cho mắt và răng là quá sản hóa. Răng vĩnh viễn mạnh cứng nhất là răng đại chí số 1 bà bầu phá màn thủy đầu kỳ cho nằm xuống vì sắp để tránh rớt lọc thai nhi. Vitamin tốt cho ruột và da là vitamin D, vitamin D ánh sáng mặt trời cũng tốt cho da. Khi tắm cho bé chú ý nước nóng 40 độ C vì nóng quá sẽ làm phỏng da bé. Vết thương phá thương phong là tử thương, cha săn. Hô hấp và ép ngực cho bé nhỏ là 30 trên 2. Người lớn là 15 trên 2. Bệnh vàng da hoang tai cấm thức ăn dầu mỡ. Mạch máu vận chuyển đến gan là mạch cửa chính, chân muôn mệt người bị hỏa thương hai độ ưu tiên trước là chuẩn bị thủy dịch. sau để bị sốt và mạch cao là do sản hậu viên. học biến chứng mang thai dương thủy quá thiểu là sai. vì thai đôi dương thủy sẽ nhiều. khi treo áo choàng ở phòng cách ly đưa mặt ô nhiễm ra ngoài. tắm nước ấm đúng cách là lặp lại cho đến khi nhiệt độ giảm xuống. khi thực hiện bơm quản chàng bảo bệnh nhân há hồng và hô hấp mạnh. bệnh nhân đau bụng trên cứng bị giảm cân và tiêu ra máu thì cho kiểm tra nội soi bao tử. nguyên nhân do giảm hô hấp nhất thời là do dùng giảm đau ma dược đo huyết áp chính xác quan trọng nhất là để tay bằng tim. Sau phẫu thuật hồi phục cho ăn thức ăn mềm liên thực. Bệnh nhân bị trĩ sức huyết mãn tính sẽ bị thiếu máu thiếu sắc. Khi rọi đèn nhiệt chú ý cứ 5 phút quan sát để tránh phỏng nha. Khi nâng đồ vật nặng lên chú ý dang hai chân và hạ thấp trung tâm vật nặng. Sau phẫu thuật bạch tạng dán che mắt bằng miếng mũ. Kế hoạch cơ bản số 5 của luật trăng miệng là về người già và khuyết tật. Người có thể trở thành người bảo hộ người bệnh tâm thần là người lớn tuổi, vì người lớn tuổi vẫn có thể làm được nếu như họ khỏe mạnh cách chìm chiến chỉnh hóa nước nhân tạo là phụ lưu chất bất thuần chất lọc ra. Bệnh do ăn nông sản ở gần khu khoáng sản là do chất kha tư mung. Tư thế hạ xuống hoặc ngồi của ghế trị liệu nha khoa là su chịch tư thế thẳng. Ngũ tạng năm cái gồm, tim, phổi, gan. Thận, bị lách. Lục phủ sáu cái gồm, mật, vị. Ruột non, ruột già, bàn quan, tam tiêu. Khi đứt tay chảy máu giơ tay cao hơn tim. Khi bị động vật cắn chảy máu để tay thấp hơn tim. Thứ tự của da là, biểu bì, trung bì, hạ bì sản phụ loạn sản uống thuốc oxytocin, chú ý cường độ thu rút tử cung. Kỳ một sắp đẻ là cho mẹ nghe âm tim thai. Khi cho bé bú sữa nhân tạo chú ý không để không khí vào bình. Khi bầu bị đau lưng cho dơ chân lên cao. Khi bầu bị ngán cho ăn bánh quy bi si